Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh của một nam ca sĩ nổi tiếng tại sân bay. Trong đoạn clip, nam ca sĩ diện trang phục năng động và che khẩu trang kín mặt. Đáng chú ý, nam ca sĩ đã có hành động quát tháo lớn tiếng ngay tại khu vực lối đi của sân bay. Theo đó, nam ca sĩ này chính là Vương Tuấn Khải, thành viên của nhóm nhạc TFBOYS nổi tiếng tại Trung Quốc. Theo chia sẻ, Vương Tuấn Khải đã rất bức xúc trước hành vi của những tay săn ảnh gây náo loạn và ùn tắc tại khu vực lối đi. Nam ca sĩ đã hét lên rằng, các người có ý thức và đạo đức không vậy? Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự bàn tán từ cộng đồng mạng vì đây là lần hiếm hoi họ thấy Vương Tuấn Khải tức giận như vậy. Có người cho rằng, việc Vương Tuấn Khải tức giận là điều dễ hiểu vì những tay săn ảnh đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc nam ca sĩ bị các tay săn ảnh vây quanh cũng là điều hiển nhiên vì sự nổi tiếng của mình. Trước đó không lâu, Dương Mịch cũng tỏ ra khó chịu và liên tục nói, đừng chạm vào đầu tôi, cảm ơn, khi bị một người đàn ông chạm vào tóc lúc ra về sau khi tập duyệt chương trình Xuân Phán của đài CCTV. Vương Tuấn Khải là thành viên của nhóm nhạc TFBOYS. Nam ca sĩ cùng các thành viên khác của nhóm đã nổi tiếng từ sớm và tới hiện tại vẫn giữ được sức nóng cho tên tuổi của mình. Tại Trung Quốc, Vương Tuấn Khải là nam ca sĩ có ảnh hưởng lớn tới các khán giả trẻ. Những sản phẩm live show âm nhạc của Vương Tuấn Khải luôn trong trạng thái cháy hàng vì được săn đón quá mạnh mẽ. Ngoài ra, anh được quý mến vì thân thiện với đồng nghiệp. Mới đây nhất, Vương Tuấn Khải vừa có hành động dành cho người đặc biệt khiến khán giả vỗ tay tán thưởng. Cụ thể, vào hôm 18 tháng 1, cư dân mạng bất ngờ phát hiện Vương Tuấn Khải đã gửi bánh kem sinh nhật đến một ngôi sao hạng A của giới Trung. Trước đó, nam diễn viên đã dành 5 năm để vẽ tay bánh kem sinh nhật tặng cho đồng nghiệp. Danh tính người nhận được đãi ngộ đặc biệt này từ Vương Tuấn Khải khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Cụ thể, Vương Tuấn Khải đã chúc mừng sinh nhật Châu Kiệt Luân, một ca sĩ diễn viên kiêm đạo diễn người Đài Loan. Anh gắn liền với biệt danh ông hoàng nhạc pop châu Á. Được biết, không chỉ là đồng nghiệp của Châu Kiệt Luân, Vương Tuấn Khải từng thừa nhận mình là fan cuồng của đàn anh. Trong quá khứ, Vương Tuấn Khải từng được đàn anh tặng nhiều món quà mang cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Là một fan cuồng, tất nhiên Vương Tuấn Khải không thể vắng mặt trong ngày vui của Châu Kiệt Luân. Nhân ngày 18 tháng 1, sinh nhật lần thứ 45 của Châu Kiệt Luân, Vương Tuấn Khải đã gửi bánh kem đến cho đàn anh kèm với dòng chú thích. Anh Châu Kiệt Luân sinh nhật vui vẻ nhé, năm nay thăng cấp phiên bản bánh thật rồi. Thông qua chia sẻ của Vương Tuấn Khải, cư dân mạng đã lục lại quá khứ và phát hiện nam diễn viên từng 5 năm liên tiếp vẽ hình bánh kem để chúc mừng đàn anh. Thông thường, Vương Tuấn Khải sau khi vẽ xong sẽ đăng chúng lên mạng xã hội, kèm theo đó là nhiều lời chúc tốt đẹp. Hành động vẽ bánh kem được nam diễn viên thực hiện từ năm 2019 tới năm 2023. Mãi tới năm 2024, Châu Kiệt Luân mới nhận được bánh thật mà không phải là hình vẽ nữa. Sự chân thành tử tế mà Vương Tuấn Khải dành cho Châu Kiệt Luân khiến khán giả cảm thấy thích thú xen lẫn cảm động. Nam diễn viên cũng nhận nhiều lời khen có cánh cho tài hội họa cùng với sự kiên nhẫn tỉ mỉ của mình. Hầu hết những hình ảnh bánh kem do anh vẽ đều rất đẹp mắt.